Hi guys, welcome to 2 com And now lesson today, we will review Unit 3, Friends. Cô xin chào các em, chào mừng các em đến với lời dạy hay com Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau ôn tập lại unit 3 với chủ đề về những người bạn Phần ôn tập ngày hôm nay sẽ là phần vocabulary, phần từ vựng Write the correct words from the unit on the list The first letter is already there ở phần ôn tập này chúng ta sẽ viết từ vựng đã được học từ unit 3 với chữ cái được đề bài cho trước vào dòng. For example, câu đầu tiên, this kind of person thinks about other people all the time. Và chữ cái được cho trước là letter K. Kiểu người này lúc nào cũng nghĩ về người khác. Chúng ta có từ vựng được bắt đầu bằng K sẽ là kind, tử tế, tốt bụng. Tương tự ở câu số 2, This is a big building with a lot of shops, restaurants and cafes. Chữ cái được cho trước là letter M. Đây là một tòa nhà lớn với rất nhiều cửa hàng, nhà hàng và quán cà phê. Chúng ta có từ mall, trung tâm mua sắm. Câu số 3. People often have one for their birthday. Mọi người thường có một cái gì đó cho sinh nhật của họ. Sinh nhật thì chúng ta sẽ có birthday party bắt đầu bằng letter P. Câu số 4. This is a sport. We play with racket and shuttlecock. Letter được cho sẵn là P. Môn thể thao mà chúng ta chơi với vợt và cầu sẽ là badminton, cầu lông. Câu số 5 This is when someone's color hair is yellow Đây là khi mà màu tóc của ai đó là màu vàng Chúng ta có tóc màu vàng, màu vàng hoe là blonde Câu số 6 This is this kind of person doesn't like doing housework or schoolwork Kiểu người này không thích làm việc nhà hoặc là học bài Vậy thì chúng ta có từ lazy Lười biến Câu cuối cùng Number 7 People wear these on their eyes to help them see Người ta thường đeo những thứ này vào mắt Để giúp họ nhìn thấy Chúng ta có từ Bắt đầu bằng letter G Sẽ là Glasses Mắt kính Chúng ta vừa ôm lại những từ vựng Kind Tốt bụng Mall Trung tâm thương mại Party Bữa tiệc Badminton cầu lông, long blonde, màu vàng hoe, lazy, lười biếng và glasses, mắt kính. phần ôn tập từ vựng của chúng ta đến đây là hết rồi. thanks a lot for your watching. have a nice day. cảm ơn các em đã theo dõi. chúc các em có ngày học tập thật hiệu quả với lời dạy hay.com. xin chào và hẹn gặp lại các em ở các bài giảng tiếp theo nhé.